Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày mới kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như đang nghiệp nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 399, kinh Bạo Nữ Sở Vấn, Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng, Rút Pháp Hộ. Quyển 1, phẩm 1, vấn tuệ. Nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật đi đến tòa bảo Tòa ca bảo tịnh của Như Lai, là chỗ Như Lai kiến lập, là thức tập vô lượng công đức để trang nghiêm. Khi đến đạo tràng là sự hiển hiện tuệ Phật và đã dứt hết nẻo hành, lên cung Bồ Tát giảng vô lượng pháp điển. Chỗ khen ngợi của Như Lai là sự nơi bài oai biến, thánh đạo vô ngại, chỗ vào cùng khắp chí nguyện phi diệu, phương tiện dẫn dắt bình đẳng với trí tuệ quá khứ, hoàn diên đốt ráo ở kiếp vị lai. Công đức ấy là vô lượng, thuận theo tánh giác bình đẳng, khéo chuyển pháp luân. Tuệ phân biệt chắc thật là hàng đầu của sự vô hạn. Ở nơi tất cả pháp luôn được tự tại, theo dõi tất cả các căn nơi tâm chúng sinh, vượt qua bờ kia, hiểu rõ phương tiện đoạn trừ hành nghiệp tà chấp trước, kiến tạo Phật sự, không một ai không nhuận thuần tính và được giáng hóa đến tịch định. Cùng với đại chúng tỳ kheo 600 vạn người tâm luôn điều hòa, đã tiêu trừ chướng ngại của dục trần lao, mới là con của đấng Pháp Vương Như Lai. Tu hành diệu pháp, làm hưng pháp sự hóa đạo, không có điên đảo, oai nghi rực rỡ, thành tựu đường thánh, là bậc tôn quý ở đời. Như Lai an lành đặt đến chỗ chí thiện, chỉ đông đủ đại thánh chúng Bồ Tát vô lượng vô hạn không thể nghĩ bàn, pháp hội rộng lớn mênh mông không giới hạn. Các vị Bồ Tát trong thoáng chốc có thể vượt qua vô lượng quả Phật, hiện bày phương tiện cúng dường phụng sự mười phương Như Lai, thương hỏi lắng nghe lãnh thọ kinh điển không mệt mỏi, luôn siêng năng khuyến hóa chúng sinh trí huệ theo phương tiện thiện xảo công dụng thù thắng để đến bờ kia đắc các độ vô cực ba la mật, dùng để kiến lập cửa giải thoát vô ngại, liền được siêu vượt tất cả màn lưới của tưởng vọng báo cần nhất thiết trí và các thông tuệ. Tên của các vị là Bồ Tát Minh Thiên, Bồ Tát Tuyển Chiếu Bộ, Bồ Tát Trạch Chiến Đấu, Bồ Tát Chiếu Minh Tạng, Bồ Tát Quyên Mạng Ý, Bồ Tát Dũng Bộ, Bồ Tát Nhãn Quán, Bồ Tát Lợi Âm, Bồ Tát Liên Minh. Các chúng Bồ Tát đông đủ như thế, không thể hạn định, vô lượng, vô tế, không thể dẫn dụ. Bây giờ Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát an tọa nơi đạo tràng. Pháp ấy gọi là lời lẽ không bị ngăn che, là đường tắt thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Pháp lực của Phật là không sợ hãi, đầy đủ trí tuệ rốt ráo. Đối với tất cả pháp điển chứng đắc pháp môn tổng trì tự tại, pháp ấn hội nhập có thể gặp gỡ quyết định các pháp môn nơi thánh thông vô tận, siêu nhập trí tuệ cho bánh xe bất thoái, nêu giảng không lui sụp về các thừa bình đẳng, sự dẫn dắt không hai đến chỗ không hoại, pháp giới nhất phẩm phân biệt dẫn dụ đưa trí tuệ nhập vào tâm tưởng của các chúng sinh, một mình vững chắc thấu rõ các pháp, diệt trừ tất cả cảnh giới của ma, đã vượt qua các nạn, thuận theo pháp luật giáo hóa các chúng sinh tà kiến, tạo phương tiện khuyến giúp thể nhập tuệ vô hạn, hành trí phương tiện không giới hạn. Mười phương chư Phật đều cùng khen ngợi đạt pháp môn không mong cầu hành hóa, vô sứ vô ngại, phân lưu hành và làm hưng thịnh tất cả các pháp, biết chỗ thích ứng vào khắp các loài hữu tưởng, vô tưởng, thể nhập thánh đạt hiện bày lực dụng nơi duyên khỏi, thâm diệu, làm sáng tỏ đạo nghiệp, đức tuệ giải thoát, dùng thân khẩu ý Phật để trang nghiêm. Đối với ba nơi ấy là chỗ về của tâm hành, trí tuệ vô tận, vượt các thanh đế, bỏ thừa thanh văn, thân tâm an nhiên, khai diện minh triết giáo hóa duyên giác đạt đến thông tuệ, dẫn dắt đại thừa nhập vào đạo phẩm, ở nơi tất cả pháp chứng đắc tín nhẫn, tuyên dương nhân công đức của Như Lai, phân biệt giảng nói, độc tụng, dùng trí tuệ trao truyền, mở bày hành hóa không đâu là không có. Bây giờ Thế Tôn giảng nói pháp điển Bồ Tát tuệ truyền bá pháp kệ rộng rãi. Khi ấy trong hội chúng có một nữ nhân tên là Bảo Nữ, từ chỗ ngồi đứng dậy, ta phải cầm cho báo anh lạc bạch Phật. Ngưỡng bạch đại thánh, lời con nói là chí thành không hư dối. Giả sử các pháp được Phật thuyết giảng và được Bồ Tát nêu bày trong chúng hội này, con có thể nắm giữ đầy đủ kinh điển ấy và lưu bố rộng rãi khắp mười phương, khuyến hóa vô số người đến với pháp bảo, kiến lập đạo vô thượng chánh chân. Nếu thệ nguyện như thế không thay đổi, thì oai thần của Như Lai sẽ khiến cho sâu chuỗi này hiện rõ thánh chỉ. Lúc này, Đức Thế Tôn nhân đó biến hiện khi các Bồ Tát đều ở trên ấy, hóa thành lầu cát, màn châu giăng mắt. Các vị Bồ Tát này khi thành chánh giác vào đời sau, như đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm của cõi Phật ấy, sẽ khiến hôm nay hiện rõ điềm lành. Lầu cát bằng các báu, màn báu treo rủ làm cho Pháp ấy, ai trông thấy sự nghiêm tịnh của nó cũng đều vui vẻ, hài lòng.
Khi ấy bạn nữ tiến đến trước Phật rải chật ngọc anh lạc. Khi rải xong, chư thần lực của Phật và công đức nơi thệ nguyện chí thành của bạn nữ đứng ngay trên trụ Phật và chư Bồ Tát trong hư không ở thành lầu gác mang bố giăng che rộng rãi khắp chốn. Dưới ngàn thứ biến hóa kỳ lạ chung quanh bằng phẳng trang nghiêm rực rỡ phân bố cân đối không nghiêng lệch. Bây giờ các Bồ Tát đều nghĩ như bản thân chúng ta thuở xưa đã thệ nguyện sẽ làm cho quốc độ của mình nghiêm tịnh, Bồ Đề đạo tràng cũng giống như vậy. Rồi như ý nghĩ, các Bồ Tát này đều tự thấy lầu gác lấp lấp, vừa thấy như vậy cho là điều chưa từng có nên đều đến trước Phật bạch. Thật là khó bị kịp, bạch đấng thiên trung thiên, với sức kiến lập của vị bạo nữ ấy, có thể vì chúng con mà hiện hiện điềm lành. Chúng con trải qua vô số kiếp luôn phát chí nguyện, nay đây vị bạo nữ này trong khoảng một niệm đã khiến đều hiển hiện. Đức Thế Tôn bảo đúng vậy, các chánh sĩ, như các ông đã nói, bạo nữ phát tâm như chí nguyện tạo lập, hành đạo đến nay đã ở chỗ của 62 trăm ngàn ức triệu chư Phật trong các cốc đức. Cho đến nay vẫn chí thành kiến lập thệ nguyện chân thật như vậy. Vì lẽ ấy, nay bạo nữ như lời thệ trước mà áo giáp công đức liền được thành tựu. Này các chánh sĩ, lại nữa bạo nữ nếu muốn làm theo chí nguyện ở trong tam thiên đại thiên thế giới, rải hoa, rải thiên hoa cùng khắp, rải các loại danh hương như hương đảo, hương trạch, hương tạc, các thứ y phục tốt đẹp thì liền như sở nguyện. Nếu muốn khiến cho cờ phướng lộng báo lụa báo tự nhiên trang nghiêm cùng khắp hư không thì liền thành tựu như ý. Nếu muốn đất trời tự nhiên có thủy tai hoặc hỏa tai bùng phát thì như ý muốn, liền có thủy tai hay hỏa tai hiện ra. Lại nữa, nếu muốn làm cho thủy tai hỏa tai tiêu trừ thì lại như lời nói, thể đều được tiêu trừ. Nếu muốn khiến cho tất cả chúng người này đều tự nhiên biến hình, hoặc y phục như chuyển luân vương thì có thể thành tựu ngay, hoặc làm thân hình tứ thiên vương, hoặc mặc y phục hình tượng đế thích, dung mạo phàm thiên, hình tượng đẹp đẽ của đại thần, hình sắc cá tỳ kheo tỳ kheo ni, thì nam thì nữ tùy theo ý muốn đều thành tựu hết. Lại muốn biến hóa điều quá lạ, hiện ra trăm ngàn ức ma, mỗi ma tay cầm các loại đao gậy, rồi khiến chúng ma đứng yên bất động không bày đao gậy, rồi khiến biến thành từng ấy các loại ngọc anh lạc, các hoa tu mạng, hoa tư di thì đều như ý muốn. Lại nếu muốn khiến nơi chốn đồng rộng hoang vắng tự nhiên hiện ra các thứ có đồ ăn uống, y phục, có thành quách, có 18 ức nhà cửa ở đó thì như ý muốn đều có đủ. Những hình tượng có trong tam thiên đại thiên thế giới muốn khiến thành dung mạo của Như Lai thì liền như ý muốn. Lại nữa, nếu muốn khiến cho tất cả chúng hội đều ở trên hư không thì cũng sẽ như ý muốn. Này chư tộc tánh tử, bảo nữ này muốn khiến cho kinh điển của chư Phật Thế Tôn đã giảng dạy đều được truyền khắp trong hư không, đến cảnh giới của chư Phật vô lượng vô biên đều nghe đầy đủ âm thanh như Phật đã dạy, không có thiếu sót. Lời của mười phương Phật cũng giống như đã nói đều được thông suốt. Khế bào nữ với sức lập nguyện thần thức biến hóa thì hiện khắp hình tượng như thế, tức ở trước Phật nói kệ, lấy báu làm nghiệp, cầm cho báu thánh, dễ nói đạo đức tôn quý vô lượng, là để trừ diệt dục trần sân kết, ban cho huệ thế bảy giác chi báu, dùng ánh sáng báu soi sáng tố tâm, biết bao nhiêu loài ngọc minh nguyệt chiếu, loại ngọc quý giá trên tinh quý hơn hết, nay dùng ngọc quý cung phụng an trú, giả sử mã não, minh châu phụ tàng, minh châu tỏa sáng, tàng châu vô cấu, ánh sáng nhật nguyệt phát ra ánh sáng, nơi chốn phát ra chứa khắp dưới trên, thể đều che chở, quán thân năng nhân, không hề hạn lượng hạn, chỗ nào cũng giúp đạt đến mười lực, trụ ở cõi này cho đến cõi trên, quán sát thánh thể. Càng sáng gấp bội, tất cả chúng hội ai cũng thấy Phật, thể đều tự nghĩ ngài ở trước ta. Từ nhiều góc cạnh đều thấy thân Phật, sáng màu vàng rồng, dung mạo khó sánh, khi ngồi ngay thẳng nằm ngủ kinh hành, hoặc như hiện tại ở giữa chúng hội, ngôn từ êm dịu, thích lập thiền định, oai nghi hơn hẳn, thánh trí vô hạn, bộ lỗ chân lông đều phát ánh sáng, chiếu khắp mọi nơi, tất cả mười phương, tự như hoa sen, tròn đầy đẹp đẽ, giống như chí tánh, khiến ý tĩnh lặng, luôn trọng sự thật, nói đúng chân lý. Như lời nói ra, việc làm tương ứng, phân biệt biết rõ ý nghĩa các pháp, cúi đầu tuân phụng được qua bờ kia. Bạo nữ dùng kệ tụng này khen ngợi Phật rồi bạch với Thế Tôn: con nay muốn thưa hỏi Như Lai về mục đích của chương cứu trong kinh điển này. Giả như người được thấy nghe đều tự sáng rõ. Phật bảo bạo nữ: cứ tự nhiên hỏi, Như Lai sẽ vì ngươi phân biệt giảng nói, khiến tâm ngươi hoan hỷ.
Phụ nữ được Phật cho phép chưa mừng vô hạn Bạch Thế Tôn. Bồ Tát Chí Thành họ bảo những gì tại Sa Như Lai vì các Bồ Tát nói lời chân thật. Bồ Tát thuận theo những pháp nào tại Sa Như Lai vì các Bồ Tát giảng nói kinh điển. Bồ Tát theo oai nghi nào tại Sa Như Lai vì các Bồ Tát giảng nói nghĩa lý. Bồ Tát phụng hành luật giáo nào tại Sa Như Lai vì các Bồ Tát giảng quyết giới luật. Phật nói lành thay bạo nữ, hỏi là muốn thấu rõ biện tài chân yếu của chư Phật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn. Dạ thưa Thế Tôn, con mong ước được nghe. Khế bạo nữ phân lời lắng nghe. Phật bảo bạo nữ, Bồ Tát có ba pháp hoài bảo chí thành, những gì là ba, chưa từng khi dối Phật, không tự khi dối mình, cũng không khinh thường tất cả chúng sinh. Thế nào là Bồ Tát khi dối chư Phật? Khi dối bản thân và chúng sinh. Giả sử Bồ Tát hưng phát đạo tâm chánh chân vô thượng, nhân trí là mến một quả vị thanh văn duyên giác, rồi mãn nguyện cầu ưa thích quả vị ấy, đó là Bồ Tát khi dối Phật. Khi dối mình và chúng sinh, sao gọi là Bồ Tát không khi dối chư Phật, không khi dối mình và chúng sinh? Giả sử Bồ Tát phát ý đại đạo, do gặp các khổ nạn buồn đau do chúng ma hiện ra quá nhiều, bị các ngoại đạo bức bách phỉ báng, dùng hàng trăm ức trăm thứ hủy nhục và các việc đánh đập trước các đại hại mình, thì tâm tánh Bồ Tát vẫn tĩnh lặng, chẳng khởi oán kết, chẳng hề khiếp nhược, chẳng bị mê lầm, chẳng sợ, chẳng kinh, chẳng sinh lo lắng, cũng chẳng sân hận, tiếp tục nắm giữ vững ý chí, tâm tánh kiên cường, giữ hạnh bình đẳng, không bỏ đạo ý, cho nắm tuệ tâm là tâm báu, luôn nuôi dưỡng đạo tâm là điều tôn quý bậc nhất đối với tất cả thế gian. Lại nữa, phát tâm vì các chúng sinh, cứu hộ dẫn dắt quy y, khiến được độ thoát. Tâm đại phát khởi đó không gì sánh bằng, không thể ví dụ, chẳng lui chẳng bỏ, chẳng ở thừa nào khác, luôn lập một chí ưa thích Phật đạo, hiện bày pháp luân khiến các chúng sinh đều được diện kiến. Hiện ra các lực chỉ rõ như thế, đi đến cử động, tuân tu tinh tấn, không bao giờ hủy hoại ngôn giáo của người khác. Như vậy là Bồ Tát không khi dối chư Phật, không tự khi dối mình, cũng không khi dối chúng sinh. Đó là sự chí thành thứ nhất của Bồ Tát. Bồ Tát dùng bốn sự không khi dối chư Phật, tùy thuận kiên cố, ứng hiện oai lực, việc làm oai mạnh, tinh tấn ân cần, là dùng bốn việc không tự khi dối, tánh tình nhân hòa, tâm ý chấp trực, không có chua nịnh, cũng không hư dối. Bồ Tát dùng bốn việc không khi dối chúng sinh, phương tiện tùy bệnh, tâm từ tuôn xót, ban cho bốn ông, đó là sự chí thành thứ nhất của Bồ Tát, không bỏ đạo tâm, cũng không chống trái lời nguyện tuổi xưa. Phật lại bảo bọn nữ, Bồ Tát chí thành nghĩa là miệng im lặng, chỉ gìn lời nói ra không sai sót, lời lẽ chân thật, hoặc rồi vắng vẻ hoặc trong đại chúng, lời nói luôn chí thành, chẳng vì việc nước mà nói hai lưỡi, chẳng vì việc buôn bán để được quả báo đầy đủ mà nói lời hư dối, không vì cha mẹ thân tộc tham tài tiếc của mà nói lời theo vợ. Phật nói với bạo nữ, có 32 việc về lời nói thanh tịnh, những gì là 32? Về xấu hổ có 10, 1. Tạo đức, 2. Luôn biết xấu hổ, 3. Tu các việc lành, 4. Không làm việc ác, 5. Không hủy bán, 6. Không hấp tấp, 7. Giáo hóa chư thiên, 8. Không phát sinh sợ hãi, 9. Trừ bỏ các cõi ác, 10. Khai mở điều thiện, 10. Điều tiếp, 1. Quy mạng hiền thánh, 2. Cung phụng bậc minh trí, 3. Làm thanh tịnh ở bên trong, 4. Khéo tu sửa ở bên ngoài, 5. Lãnh thọ ngôn giáo, 6. Phân biệt ngôn từ, 7. Lời nói không sai lầm, 8. Lời nói ôn hòa, 9. Ngôn ngữ luôn thù thắng, 10. Khẩu nghiệp thơm sạch, 10. Điều tiếp tùy theo lời dạy, 2. Không khi dối, 3. Không điều buồn bực, 4. Làm việc dễ mến, 5. Bên trong không lỗi, 6. Bên ngoài không lầm, 7. Không tạo nghiệp tội, 8. Làm chỗ nương nhờ của đại chúng, 9. Ưa thích Phật đạo, 10. Nói lời chí thành. Hai điều nữa, 1. Nói ra liền được lợi lạc, 2. Miệng luôn thơm sạch, luôn trong sạch. Đó là 32 việc. Phật bảo bảo nữ, đó gọi là chí thành cầu nguyện đầy đủ. Vì sao? Vì người ưa bố thí là đạo Bồ Tát, không tham lam, keo kiệt, ấy là thành tựu chí nguyện. Tất cả sở hữu đều có thể đem bố thí, về lâu xa nữa cũng có kiến giải như thế. Đó là chí thành. Hành giới cấm thanh tịnh là đạo Bồ Tát, không hủy bỏ giới cấm là thành tựu sở nguyện. Giả sử giới cấm đầy đủ thanh tịnh, về sau cũng nhìn thấy như thế, đó là chí thành. Kiến lập xuất nhẫn là đạo Bồ Tát, tâm trí không còn tội nội kết là thành tựu tha nguyện. Người nhẫn nhục ấy là người vô hòa, về sau cũng có kiến giải như vậy, đó là chí thành. Tu hành tinh tấn là đạo Bồ Tát, chẳng vì lười biếng mà bỏ phế là thành tựu sở nguyện. Nếu có thể hành khắp tất cả gốc đức,
Về sau cũng nhìn thấy như vậy là chỉ thành. Thực hành thiền định là đạo Bồ Tát, không bị loạn tâm thì đó là thành tựu sở nguyện, đó có thể mang lại sự khuôn tập nhất tâm mà về sau vẫn nhìn thấy như thế là chỉ thành. Tu tập trí tuệ là đạo Bồ Tát, không bị tà vậy là thành tựu sở nguyện, hiểu rõ thánh tuệ về sau cũng nhìn thấy như vậy là chỉ thành. Hành bốn ý chỉ là đạo Bồ Tát, không hề phóng dật là thành tựu sở nguyện, tâm ý vắng lặng về sau cũng có kiến giải như vậy, đó là chỉ thành. Bốn ý đoạn là đạo Bồ Tát, không khởi các tâm ác hoặc diệt trừ chúng thì đó là thành tựu sở nguyện, về sau cũng thấy như vậy, đó là chỉ thành. Hành bốn thần túc là đạo Bồ Tát, không gì là không đạt, đạt rồi có thể tùy ý hiện bày diệu dụng là thành tựu sở nguyện, về sau cũng nhìn thấy như vậy, đó là chỉ thành. Tu trì năm căn là đạo Bồ Tát, các căn vắng lặng không tán loạn là thành tựu sở nguyện, các căn an nhiên về lâu xa nữa vẫn nhìn thấy như vậy, đó là chỉ thành. Hành năm lực là đạo Bồ Tát, không thiếu uy lực mà luôn đầy đủ 10 lực là thành tựu sở nguyện. Về sau cũng thấy rõ như vậy, đó là chỉ thành. Bài giác ý là đạo Bồ Tát, không gì là không thấu rõ, đã có thể đạt giác ngộ rồi thì các tình không khởi là thành tựu sở nguyện. Về sau cũng thấy rõ như vậy, đó là chỉ thành. Hành tám thánh đạo là đạo Bồ Tát, không có đường tà, nếu ở trong đường thánh là thành tựu sở nguyện. Về sau cũng thấy rõ như vậy, đó là chỉ thành. Hành bốn nhiếp pháp là đạo Bồ Tát, không ai là không cứu hộ, thâu tóm các nguy ách là thành tựu sở nguyện. Về sau vẫn thấy rõ như vậy là chỉ thành. Tu bốn phạm hạnh là đạo Bồ Tát, không chỉ vì trời người, luôn từ bi hỷ xả, cứu giúp chúng sinh là thành tựu sở nguyện. Về sau cũng thấy rõ như vậy, đó là chỉ thành. Trí của ba đạt nơi tọa thần thông, chánh quán tịch tỉnh là đạo Bồ Tát, không có tỳ vết đủ hết các hạnh là thành tựu sở nguyện. Về sau cũng thấy rõ như vậy là chỉ thành. Đầy đủ tất cả các gốc đức pháp là đạo Bồ Tát, đối khắp tất cả trừ hết thảy các pháp bất thiện là thành tựu sở nguyện, có thể diễn bày đầy đủ pháp nhân hiền. Về sau cũng thấy rõ như vậy, đó là chỉ thành. Phật bảo Bảo Nữ: Bồ Tát cũng nên luôn tu tập làm theo các đế hiền thánh, biết rõ khổ đế, trí tuệ đoạn trừ tập, thấu đạt diệt tận, tu hành theo đường thánh. Nghĩa là biết rõ khổ là phân biệt năm ấm không có chỗ phát khởi, đoàn dứt tập là đối với năm thuận, ái không chỗ huân tập nên tham ái rốt ráo không có chỗ huân tập, đó là cửa giải thoát, không có nơi đi, ở không lo việc làm, đã không có chỗ lo nên đối với quá khứ không có chỗ đến, nếu đối với quá khứ không có chỗ đến thì đối với chánh pháp không có điều dứt bỏ, đã ở nơi các pháp không có điều dứt bỏ là đoạn tập, đó là biết diệt tận tất cả tưởng chấp trước. Những phương tiện đã phát khởi, rốt ráo đều tận diệt. Sự diệt tận ấy là không bị sinh tử trở lại, sở hữu bình đẳng, đầu cuối bình đẳng, tất cả pháp không có tăng giảm. Để quán bình đẳng như vậy là hiểu rõ tuệ diệt tận, quán sát bình đẳng về tám chánh đạo thì có thể chữa lành các bệnh, không có việc tưởng niệm, không có tà tưởng, tìm cầu các phiền não, không có ta mình. Vì không ta mình nên không chỗ thọ, tức không nơi sinh khởi, không tạo nghiệp, có thể khéo tu nơi tất cả pháp là đường thánh. Đối với tuệ trí thành này, hiểu rõ tất cả đều thông suốt về chúng sinh, cũng không có nội, cũng không có đối tượng chứng đắc, đó là sự trí thành của Bồ Tát. Khi Phật dạy về sự trí thành này thì có một vạn Bồ Tát đạt đầy đủ thánh tuệ chứng đắc pháp nhẫn. Phật bảo Bảo Nữ: Thế nào là Bồ Tát thuận theo chánh tu tam pháp, hành như pháp, tức là tùy theo pháp mà giáo hóa và tư duy nơi pháp. Vì pháp là chí tánh, nên cung kính nơi pháp, luôn tu theo pháp, mến mộ nơi pháp, ưa thích pháp lạc, phần nhiều an trú pháp. Pháp là tinh túy nhiệm màu, pháp là khí cụ, mặc áo giáp pháp, kính pháp để tự trang nghiêm, tu pháp quang minh, pháp là đuốc soi. Chí thường nghĩ pháp, lấy pháp làm ý, hòa nhập với pháp, phân biệt kinh điển, theo phương tiện ứng hiện pháp, bước đi như pháp. Pháp là giường nằm, pháp là oai nghi, hộ trì pháp sự, dùng pháp bố thí. Pháp là của cải, pháp không thể hết. Pháp truyền bá khắp, pháp là hoàn hảo. Thường tu pháp thân, pháp là ngôn từ. Tư duy, nhớ pháp mà không phóng dật. So sánh như vậy, tu theo pháp hạnh, thành tựu đầy đủ, thuận theo pháp chủ, chẳng phải phi pháp. Vì sao gọi là thuận theo pháp chủ? Giả sử như sự chí thành chân đế này, mà áo giáp pháp Phật, dùng pháp bảo hộ, cung kính thánh chúng, ân cần nghe kinh, ưa thích đạo ý, chủ nhóm các việc thiện, chẳng bỏ chí chân, cho tánh vốn tịnh, không chỗ nhiễm chấp, thích ứng không chống trái, ý kiến hiền thánh, học các bạn lành,
Thực hành cung kính tuy có thể hiện xa lìa kiêu mạn được nhiều người khen ngợi, đến nơi pháp hội chỉ tâm nghe kinh, mến cầu pháp điển không hề nhàm chán và nói nghĩa đạo không hề mệt mỏi. Nhưng đối với kinh điển không thể làm thầy, người đến sự báo đáp ân từ để có lúc đền trả việc làm đã xong, ở chỗ vắng vẻ nhưng không sợ hãi, hiền thánh dạy bảo không phạm điều gì, chẳng sợ bỏ sự biết đủ, làm theo 10 việc lành, khen ngợi bố thí, khuyến trợ Phật đạo, phụng trì chư cấm, lấy nhẫn nhục làm sức mạnh, tuân tu tinh tấn không hề khiếp nhược, thiền định tịch tỉnh nhập vào trí tuệ làm hương thịnh đạo hóa. Sĩ dương phương tiện thiện xảo, để lòng từ bảo hộ nhiều người, sống với lòng thương yêu, vui hành hỷ xã, xa lìa phân biệt, tuân theo chí thành. Chỗ gặp gỡ là lấy việc thiện làm sự nghiệp, phát khởi thần thông, hướng dẫn chánh pháp, đến ở chỗ nào còn đem chánh pháp bố thí. Đối với bốn ý chỉ, chí không hề quên mất, với bốn ý đoạn, tuân thủ bình đẳng, với bốn thần túc, hiện tại rốt ráo các căn minh đạt, tu trì các lực, hiểu rõ các giác, siêu vượt đường tắt, đi vào tịch mịch, quán xét nẻo hành, dùng trí tuệ của chân đế thánh minh, giải thoát để ban bố ánh sáng, thuận theo thanh văn, tùy theo cơ giáo, hóa duyên giác. Khen ngợi tất cả công đức của Đại Thừa, dùng nghĩa thích ứng về lý chuyến khởi, đối với sự rộng lặng, không sợ hãi, dự cảnh vô tưởng, không chỗ tham đắm, quan sát không mong cầu, năm uẩn như huyễn, qua bốn đại chủng cũng như hư không. Lại nữa, các nhập vốn thanh tịnh thể đều không, thực hiện bài tánh tài, tuân tu sáu niệm ưa thích, sáu hành độ vô cực, đạt được năm mắt, đệ nhất nghĩa đế, thường tự giữ gìn, siêu vượt cùng khắp, khéo thu đạo nghiệp, tâm bình đẳng với mọi loài chúng sinh, ca ngợi vô lượng các pháp công đức của chư Phật. Phật Bà Bảo Nữ. Bồ Tát tuận pháp chẳng cho là có ngã có nhân có thọ mạng, cũng không nghĩ sống lâu, không nghĩ đoạn tuyệt, không thấy thường có, không thấy sở hữu. Lại nữa, nếu không lìa chỗ thấy thì không thoát giới hạn, tức không nương vào trung đạo, không theo bằng hữu, cũng không nên tranh tụng, không tả bất hòa, cũng không phe nhóm, không ở trong điên đảo, không ở nơi tà kiến, vượt khỏi hồ nghi, diệt trừ ấm cái, các điều ngăn ngại, chẳng trái xa pháp, cũng chẳng loạn pháp, không phỉ bán kinh, không khinh mạng đạo, tất cả các pháp rốt ráo là không diệt. Thuận đạo Bồ Tát, ý an trú pháp, hành trì đầy đủ kinh điển, để nói chí thành, làm thuận theo pháp, không có chỗ khoe khoang. Đối với các vị học, chỉ thuận theo pháp giảng nói, khiến các thứ khó khăn, tà hành đã bị tiêu diệt. Đối với tất cả thế gian, Bồ Tát cũng thuận theo pháp mà nói, thuận theo hạnh không, không sợ đắc, không có tượng tà, không có sân hận, thuận theo lời dạy vô nguyện, nên ở trong tam giới đều không có nẻo hành, không cần tuyên chuyên để rõ các lầm lỗi. Bồ Tát thuận pháp không khởi cũng không diệt, tức không thọ sinh, vì bản tánh thanh tịnh, nghĩa lý vắng lặng. Phật Bà Bảo Nữ, gọi là pháp thì không chỗ thủ đắc, không có văn tự, không có ngôn thuyết, cũng không có từ chương, không sắc không thấy, cũng không chỗ hướng đến, không có khuyên răn, cũng không dạy bảo, lìa tâm ý thức, không có trần cấu, vì lìa tội lỗi sẽ lìa tham dục nên không tâm tối, thường có tích tụ, không có ngã ngã sợ, không có chỗ thọ, cũng không có nơi nắm bắt, xa lìa nẻo thọ nhận, không có cảnh giới thì không có sự sai khác, thế giới 10 phương thế giới mà không tham chấp cái gì, tức là an nhiên, sẽ bỏ sự dông rủi của thân, cũng không kiến chấp, hiểu chỗ rộng sâu, cũng không nhớ tưởng, cũng không cần ép suy nghĩ làm theo thánh hiền, là bậc minh trí, sự khai hóa của họ không dễ gặp được, cũng không phải không gặp được, dừng chỉ tất cả, điều gặp được thì như chân đế, ba đời là không, nhưng không mất hẳn, cũng không kết thúc, cũng không trở lui, không chỗ sinh ra, không chỗ thành tựu, cũng không hủy diệt, cũng không sở hữu, cũng không phải không sở hữu, không chỗ thành tựu, cũng không phải không thành tựu, cũng không chỗ hành, không chỗ nhìn thấy, cũng không phải không nhìn thấy, cũng không phải lìa thấy, cũng không thành tướng, cũng không phải không thành tướng, đó là một tướng, là cũng không tướng, cũng không tham đắm, liền mọi chấp trước, cũng không có gì khác, không vướng, không buộc, cũng không giải thoát, cũng không phải ngã sở, cũng không chỗ tùy thuộc, không có điều tuân tu, không có các lậu, chứ không gì sánh bằng, cũng không bình đẳng, bình đẳng với không chỗ bình đẳng, cũng không chí thành, cũng không hư vọng, chẳng vui, cũng chẳng khổ, không tinh tấn, cũng chẳng không tinh tấn, không ứng hiện, cũng chẳng không ứng hiện,
không tinh chuyên cũng chẳng không tinh chuyên, không danh sắc cũng không chốn khởi, không phải kiên cố cũng chẳng phải không kiên cố, không hủy hoại cũng không phải không hủy hoại, không phải là kim cang cũng không phải là tướng hoại, đó là chân đế, không trái với sự chí thành, nhưng không riêng khác, cũng không xa vời, cũng không có gần gũi, không gì đối chiếu, không có xứ sở, cũng không có tưởng, không đây, cũng không kia, không soi khác, cũng không không có nội, không có ngoại, cũng không trung gian, không có an vui, cũng không qua bờ kia, không có thấy, cũng không có cái nghe, không chỗ suy nghĩ, cũng không có điều chỉ dạy, cũng không chỗ biết, cũng không phải không biết, không có hình, cũng không phải không có hình, không có tạo tác, cũng không phải không tạo tác, tức là tất cả các hình tướng hiện có, đó là pháp, đó gọi là pháp. Pháp như thế tức không âm thanh, cũng không phải không âm thanh, không hội hợp, cũng không ngôn thuyết, đó là Bồ Tát thuận theo pháp. Phật bảo Bảo Nữ, đầy đủ tất cả các ngôn từ gọi là thuận pháp. Người thuận pháp ấy chưa từng có sự tranh cãi với người, người thuận pháp chẳng khinh mạng người, người thuận pháp cũng không khi dễ người chưa học, cũng không riêng kính người đã thành tựu, người thuận pháp không tự khen ngợi, cũng không chứng tỏ mình, người thuận pháp không làm rối loạn kinh điển, người thuận pháp không lấy sự cúng dường để thuyết nghĩa đạo, người thuận pháp không vì người khác mà khởi sự hoài nghi, người thuận pháp không bao giờ nói tội lỗi của người khác, người thuận pháp không coi thường kinh điển, người thuận pháp không bao giờ ngăn bỏ kinh đạo người khác, người thuận pháp không bao giờ nhìn thấy biết rõ phần số sai khác của các pháp, người thuận pháp không thấy các pháp lìa không, người thuận pháp thấy hết các pháp không xa lìa vô thường, người thuận pháp không thấy các pháp mà xả bỏ vô nguyện, người thuận pháp không hỏi pháp giới, người thuận pháp bất động không gốc, người thuận pháp cũng không vượt qua bản chân bản tế, người thuận pháp cũng không dẫn dắt theo sân hận, người thuận pháp cũng không trú niệm nơi các thần thức, người thuận pháp cũng không dẫn dắt đến chỗ có nương tựa, người thuận pháp cũng không suy tư chấp nơi người, người thuận pháp không làm rối loạn pháp nghĩa, không trái sự trang nghiêm, người thuận pháp không bao loạn thần thức, không lầm nghĩa đạo, người thuận pháp không hủy chánh nghĩa, người thuận pháp không lầm pháp phẩm, người thuận pháp không mê hoặc mọi người, người thuận pháp không tạo phe nhóm, người thuận pháp cũng không hủy pháp giới khởi, người thuận pháp tức không có dụng lực, cũng không có pháp nhân chuyên thanh tịnh, người thuận pháp cũng không tham tiếc phiền não ế trược, người thuận pháp không hủy phạm giới cấm, người thuận pháp cũng không bỏ người hủy giới, người thuận pháp không có lười biếng tham sân kết hận, người thuận pháp không cùng chí hướng với người biến nhát cấu trược, người thuận pháp không bất đạo ý, người thuận pháp chưa từng đã bỏ nguồn cội trí tuệ, người thuận pháp không tìm sự tốt xấu của nhân pháp, người thuận pháp không vì sự kết quả người khác mà chẳng kết kinh điển, người thuận pháp không dùng kinh điển chế ngự sách vở khác, người thuận pháp không trái lời dạy của pháp luật, người thuận pháp không trái với chánh pháp, người thuận pháp cũng không tu theo pháp hay phi pháp do có đầy đủ các nhu cầu, người thuận pháp không vì tâm niệm mà có điều sơ xuất, người thuận pháp không làm mất kinh điển, người thuận pháp không hủy hoại sự thành tựu, người thuận pháp không bị trói buộc, người thuận pháp không bị sinh tử, người thuận pháp không trừ bỏ vô vi, người thuận pháp không nghĩ đến sự oán thù thân hữu, người thuận pháp không hủy kết quả báo ứng đã gieo trồng, người thuận pháp cũng không tin ưa báo ứng tội phước, người thuận pháp nếu bị lời ác thì không nghĩ sự trả thù, người thuận pháp không tìm khuyết điểm của sự tranh chấp, người thuận pháp thì không nói lời tùy tiện, người thuận pháp thì thân khẩu ý không vua nịnh, người thuận pháp ấy không tự hiển bài dục vọng lên trò vắng vẻ khiến người khác thấy được, người thuận pháp không vì tham lợi cúng dường mà hiện vẻ thông dong, người thuận pháp không vì vô dục mà tạo điều xấu ác giả dối, người thuận pháp không nhờ người khác mà phải chính mình dẫn thuyết Phật đạo, người thuận pháp không trao truyền lời dạy trái với giáo pháp, người thuận pháp không vì bảy thứ của cải mà tham lam keo kiệt, người thuận pháp không tham lấy lương thực và làm thức ăn uống, người thuận pháp cũng không phá bỏ bộ tộc họ của cha ông, người thuận pháp không chê bai chỗ yếu kém của người, người thuận pháp không khen đức của mình, người thuận pháp không phân biệt giảng nói công đức Phật có giới hạn, người thuận pháp khen ngợi đại thừa không hề mệt mỏi chán nản, đó gọi là Bồ Tát thuận pháp.
Phật bà bảo nữ, Bồ Tát ứng hiện oai nghi như thế nào? Điều đó nghĩa là không còn danh tiếng, chẳng phải là yếu kém, tu theo tất cả đức, tích lũy, điều thiện, tâm tánh siêu vượt, phát khởi tâm đạo, tu tập nghĩa không. Chẳng hàng bố thí, chẳng mong còn quả báo, hiện hiện tất cả đều an lạc, chẳng hủy phạm giới, những điều không nhận được, tinh tấn làm tất cả việc có ý nghĩa hơn hẳn. Lấy thiền định làm tĩnh lặng nên ở nơi trí tuệ không hề do dự, tu theo tâm từ, thể hiện bình đẳng với chúng sinh. Người hành tâm bi đối với chúng sinh, dễ nói tất cả, người ấy cũng có đức hỷ và vui thích giữa pháp nghĩa. Nếu là người hành xả thì đối với các thứ khổ là không dao động. Nếu người bố thí thì không hối tiếc, niềm vui phát sinh không hại ai. Thành tựu nghĩa là hưng khởi phát nguyện, bình đẳng nghĩa là khuyến hóa chúng sinh, hướng đại thừa, dùng bốn nhiếp pháp để giáo hóa muôn dân. Tất cả vạn vật đều là vô thường và khổ, tất cả các pháp đều vô ngã, ngã sở. Ở nơi các phiền não mà đạt đến chỗ an nhiên, ở nơi thức miệu rõ thánh tuệ, đi vào nơi trang nghiêm đẹp đẽ là cốt, để chế ngự, tất cả kinh điển là có tàng, dẫn dắt đạt lợi ích. Đối với người chấp vào thân mạng, thì giáo hóa bằng chánh pháp, nếu có thể hiểu rõ và thấu đạt pháp, thì có thể nói nghĩa vô tận, phân biệt kinh điển, không hoài nghĩa pháp. Nếu thấy thuận, diệt, hội, nhập, vô sắc mà được biện tài thì tùy theo bệnh của mọi người mà nói nghĩa lý, hành trì, bố thí, không nhàm chán, nhờ trì giới nên đầy đủ hạnh nguyện, vì việc nghe nhiều học rộng nên phụng hành chánh hạnh, vì việc công đức nên đạt đầy đủ các tướng, vì việc nhân ái nên hiểu rõ tất cả căn cơ của chúng sinh, vì việc vắng lặng nên đem tâm phụng sự, vì việc quan sát nên thông đạt trí tuệ, vì bốn ý trị nên chứng ngự tâm ý, vì bốn ý đoạn nên làm sáng tỏ tất cả pháp công đức, vì thần túc nên du hóa khắp mười phương, vì năm căn nên không phá người khác, cũng không hủy bán lý không, vì năm lực nên không bị các trần lao làm rối loạn, vì bảy giác ý nên hiểu rõ tất cả các pháp, vì tìm cầu con đường nên đối với tất cả các pháp không kết luật kết hận, vì thành tựu thần thông nên gốc ngọn đúc đáo không thiếu sót ở nơi kia cũng như nơi này. Nếu chiếu theo từng loại để thuận pháp nghĩa, đó là chỗ cốt yếu của nghiệp pháp rốt ráo. Nếu theo ý nghĩa này mà ứng hiện hoài nghi thì không phải là phi nghĩa, như vậy là Bồ Tát ứng hiện hoài nghi. Phật mạo bảo nữ, tất cả tà kiến điên đảo diệt, tức là nghĩa không. Bồ Tát hành không là thuận theo nghĩa, trừ tất cả tưởng nên hay không thì không còn tưởng. Bồ Tát vô tưởng là thuận theo nghĩa, lìa tất cả nguyện trong ba cõi, tức là vô nguyện. Bồ Tát vô nguyện là thuận theo nghĩa, dừng tất cả các việc tạo tác, tức là vô hành. Bồ Tát vô hành là thuận với nghĩa, sao liệt việc sinh khởi, tất cả diệt hết, tức là vô sinh. Bồ Tát vô sinh là thuận theo nghĩa, các chỗ sinh khởi thọ, vì không chỗ khởi nên không sinh khởi. Bồ Tát không khởi là lìa là thuận với nghĩa, vì dứt hết khổ tập tận đạo, tức là tận. Bồ Tát diệt tận nên liền thuận với nghĩa, tất cả các pháp không có nhân, mạng, tức gọi là không. Bồ Tát không nhân thì liền thuận với nghĩa, tất cả ngôn từ, âm vang không thể nắm bắt. Được tức chúng vốn như thế, Bồ Tát không chỗ thù đắc thì thuận với nghĩa. Các hành thanh tịnh tức là chân thật, Bồ Tát chí thành thì thuận với nghĩa. Đối với tất cả pháp đạo phẩm không hề buông lung, tức chúng vốn như thế, Bồ Tát không phóng dật thì liền thuận với nghĩa. Tất cả điều nghe được đều tin tưởng làm theo, gọi là nghĩa. Bồ Tát tuân hành nên liền thuận với nghĩa, tất cả các thừa là đều do đại thừa. Nếu Bồ Tát giảng dạy đại thừa, thuận với nghĩa. Phật bà bảo nữ, bậc không hoại diệt, không tạo bao nhiêu việc, tức là nghĩa. Bậc nhất phẩm loại hoặc nhất vị, tức là nghĩa. Không gì đối động và không bị tận diệt, đó là nghĩa. Bậc không chúng hành, không sinh, không khởi, đó là nghĩa. Cái không từ đâu đến cũng không đi về đâu, đó là nghĩa. Cái không từ đâu sinh cũng không cho đâu diệt, đó là nghĩa. Cái không hai bên, không nhấc lên, không hạ xuống, không cao, không thấp, đó là nghĩa. Cái không chỗ tạo tác cũng không hình dáng, đó là nghĩa. Cái không làm ra cũng không sở hữu, đó là nghĩa. Không hình tượng cũng không có điều khuyến dạy, cũng không có biết, đó là nghĩa. Trừ bỏ ba tội làm thanh tịnh ba đạo tràng, ba đời bình đẳng trừ hết ba câu ế, không còn ba tròn, đó là nghĩa. Không chỗ đi dừng, không gì hủy mất, đó là nghĩa. Không có oán địch là hạnh an nhiên, không có phiền não, đó là nghĩa.
Không hành nơi chỗ an, đó là nghĩa, không chỗ ban tuyên, cũng không có thâu nhiếp. Thường hành tuân ân, đó là nghĩa, dứt bỏ quá khứ, tương lai và hiện tại, không có vô nịnh, đó là nghĩa. Cũng không tưởng niệm chánh pháp phi pháp, trừ bỏ hữu hạn vô hạn, hữu thường vô thường, trí tuệ bình đẳng mà siêu vượt, đó là nghĩa. Đối với các văn tự và âm thanh tương ứng mà đều hiểu rõ tất cả vốn thanh tịnh, không có ngôn từ, đó là nghĩa. Biết tâm ý thức không thông suốt mà xuất gia thì đó là nghĩa. Đối với dục trần lao dâm nộ si, có tưởng không tưởng, tương ưng không tương ưng đều phân biệt rõ nhưng không chấp trước, đó là nghĩa. Bình đẳng với các pháp không có số lượng, không vì sai biệt, đó là nghĩa. Không vô tướng vô nguyện, không có tạo tác, cũng không có hình tướng, đó là nghĩa. Do đó việc chí thành đệ nhất, không có tên gì, không ngưỡng mộ tha nhân, chẳng biết tướng đó xứ, đó là nghĩa. Cũng không dạy bảo, không tham chấp các tướng, đó là nghĩa. Tướng như hư không, tướng tịch tịnh, đó là nghĩa. Không chỗ chấp trước tướng, không chỗ tạo tác, không có tướng vui, đó là nghĩa. Không có tướng ngoại như chân đế, vốn không, không sai sai, không có tướng khác, đó là nghĩa. Tướng khéo khai hóa, tướng cho tướng ấm là như huyễn, là tự nhiên, đó là nghĩa. Bốn loại ấy là tướng pháp giới, nhưng không ra ngoài tướng hành hóa, đó là nghĩa. Bố thí, giới, tuệ, tịch tịnh, phương tiện khéo léo đều không có tướng, đó là nghĩa. Phát khởi chí thành, không có tướng khi chối, tất cả sở hữu là vô sở hữu thì đó là nghĩa. Giống như kim cang rắn chắc là tướng không hoại, ở trong thế gian không có tướng tranh cãi, đó là nghĩa. Việc làm chí thiện, hiện tướng đầy đủ nơi chân lý cứu cánh, đó là nghĩa. Tất cả đều vào khắp thảy, đều cứu giúp, không có ấm là tướng hướng đến, đó là nghĩa. Bình đẳng với các đường, nhập vào tướng của tất cả các pháp, đó là nghĩa. Bình đẳng không tà vậy, tới chỗ đồng đẳng, không có tướng sở hữu, đó là nghĩa. Định ý trí tuệ nhân đó sinh tướng. Biết vượt tri kiến là tướng trí tuệ, đó là nghĩa. Nếu vào tướng thánh, nếu có nhận biết hoặc tướng dạy bảo, đó là nghĩa. Đúng như chân đế hiểu rõ chân tướng, bình đẳng chế ngự tướng nơi tất cả các pháp, đó là nghĩa. Giả sử Bồ Tát đầy đủ nghĩa tu hành như vậy, có thể nói ý nghĩa của các việc như thế, tức có thể phân biệt tất cả các nghĩa, đó gọi là Bồ Tát đại sĩ ứng hiện oai nghi. Phật bà bảo nữ: Bồ Tát phụng trì theo giới luật nào? Như Lai giảng nói có hai thứ luật. Những gì là hai? Luật về tội lỗi và luật dứt trừ dục ái phiền não. Luật về tội lỗi là gì? Gọi là luật tội tư tưởng là gốc, không ứng thuận là gốc vô minh, là gốc ngu si, điên đảo là gốc, không thành thật là gốc, hư chối là gốc, tham thân là gốc, dựa vào ngã là gốc, chấp nơi người là gốc, lười biếng là gốc, không xả bỏ là gốc, không quy y là gốc, hồ nghi là gốc, buông lung là gốc, khó đạt tuệ là gốc. Đó là luật về tội lỗi. Luật dứt trừ ái dục phiền não là gì? Trụ chỗ không do dự, không nhớ nghĩ, không có tội xứ, cũng không nói tội, không nói phương hướng, không có thích giống vương giả, không lụy trần ai, không có tham lam kiêu kiệt, cũng không có kiến chấp, tâm không sinh khởi, ý chí an định, ly sự diệt tận, tức là không sở hữu, không có nơi chốn, cũng không phương hướng, không có phiền não có nhiễm, cũng không có tiếc nuối, cũng không chỗ thấy người với tâm như thế nào thì tội cũng như thế ấy, tội như thế nào thì tất cả các pháp cũng như thế ấy, hay không có cội gốc thì không có chỗ trú. Giống như tâm ý không thể phan duyên, thanh tịnh tinh khiết siêu vượt mọi sở hữu, vắng là an nhiên, hướng đến diệt tận, dứt tuyệt sinh tử, chấm dứt hoạn nạn, tin theo thánh giáo, nắm vững nhất tâm, không có do dự, chỉ còn hướng về, không có tội lỗi, đó gọi là luật dứt trừ dục phiền não. Phật bảo bảo nữ: Thế nào là trần lao? Thế nào là luật dứt trừ dục? Nói phiền não tức là nói dâm nộ si vô minh tham ái và do thọ 12 nhân duyên trong các hữu. Hữu là hành hoạt của nhân duyên, đó là luật dứt trừ ái dục phiền não, khai hóa rốt ráo tất cả các pháp. Vì sao? Vì lấy không mà khai hóa các pháp thì không có hành dục, không có sân hận si tức dùng vô tướng mà khai hóa các pháp thì cũng không huân tập các hành phiền não có vế, dùng vô nguyện mà khai hóa các pháp thì tập hành các đức lành. Ở nơi tất cả hành không có hành, không sở hữu khai hóa các pháp, vì không có chỗ hành nên dẫn dắt tạo lợi ích nơi các pháp. Ở nơi chỗ tà tác ấy mà không có chỗ hành,
vì tất cả các pháp nương vào nhân duyên, nên đối với tất cả kiến đều không tuân tu. Giả sử đối với 12 nhân duyên này có chỗ quy hướng các pháp bình đẳng, nên đối với tất cả phiền não không có dục trần, vì gốc ngọn vắng lặng gọi là không, đó tục nhật tạo và đạo đều không, cho nên không tất cả phiền não, dục sự cũng không. Nếu cho không ngang bằng với đạo, đó là luật dứt trừ dục. Chỗ nói vì chủ tự khai hóa điển luật ấy mới gọi là luật. Người có thể biết tự khai hóa chính mình, có thể hiểu rõ việc khai hóa luật dứt trừ dục. Thế nào là luật khai hóa bản thân? Đó là có thể phân biệt ngã và không phải ngã, biết thân như nhiên, hiểu rõ an nhiên của mình, rõ pháp như thật của mình, hiểu rõ bản thân rồi không có sân hận, phân biệt thân là không, không sở hữu, hiểu mình không gốc rễ, rõ mình không có gì để được, biết rõ thân mình nên không dao động, biết rõ thân mình không có suy tính, hiểu mình không sinh cũng không khởi. Những ai hiểu rõ mình minh bạch như thế thì hiểu phiền não không có cội gốc, cũng giống như vậy, không có ngã mà tưởng có ngã, đó là điên đảo. Cũng như thế, mình không có phiền não mà coi tưởng phiền não, đó là điên đảo. Là như ngã, ngã sở vốn thanh tịnh, không có thân, dục trần cũng như vậy, vốn là thanh tịnh, không có phiền não. Nếu người hiểu rõ và quán như vậy, đó là luật dứt bỏ dục. Điều đó cũng không biến đổi, dục trần quá khứ cũng không biến đổi, dục trần tương lai cũng không biến đổi, dục trần hiện tại. Vì sao? Vì chẳng tuân huân tập các hành, cũng không nghĩ về dục trần phiền não. Người chính mình không có chỗ niệm, cũng không quá khứ, cũng không tương lai, cũng không hiện tại. Lay như người tâm không có bóng dáng, thì không có trong, cũng không có ngoại, cũng không có sở đắc. Như thế đối với dục trần không có bóng dáng, cũng không có trong, không có ngoài, cũng không có chỗ thủ đắc. Người không chỗ thủ đắc, không có sân hận, không có tranh cãi, không có chỗ để diệt trừ, cũng không có nơi tạo tác, không có chỗ không tạo tác, cũng không có chốn làm ra, lại cũng không làm ra tất cả dục trần. Có thứ nào ở đây thì nơi các dục trần đó, có thể hiểu rõ tham ái, không có sở hữu, cũng không lìa hữu, đó gọi là luật dứt trừ dục trần. Phật Bà Bảo Nữ, giả sử Bồ Tát hiểu rõ việc mở bài dẫn dắt luật dứt trừ dục như thế, thì có thể giáo hóa mọi người có dục trần để thuyết pháp, như thế gọi là làm theo giáo luật. Đức Phật giảng nói pháp chí thành chân giáo, tuy ngươi phụng hành theo luật như thế, có một vạn Bồ Tát đắc pháp nhẫn bất khởi pháp nhẫn vô sinh. Bảo Nữ hết sức mừng vui, tâm thiện phát sinh, tiến tới trước bạch Phật, thật chưa từng có. Như Lai vui vẻ nói pháp chí thành này, người khen nghĩ luật, giả sử Bồ Tát phụng hành như thế, thì đó là điều không tranh tụng bậc nhất, đã có thể dứt trừ mọi sự tranh tụng của chúng sinh. Như vậy là làm theo kinh điển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Nữ Sa Vấn, quyển 1. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.